Rồi quý vị bên bonsai 614 6 cây tổng hợp 350 bao ship toàn quốc nha quý vị Rồi đây cây số 1 nè sâm núi trái nha quý vị 75k một cây mà đưa ra đây bán có 50k thôi nha Kệ Xa cả này có qua có lại nha Cây này cây sơn liễu rồi Sơn liễu đọt đỏ nè nha đó, Nó ra cái lá vàng 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 Cái lá vàng vàng đỏ đỏ vậy đó Có bông có trái luôn Rồi sâm núi thì có trái nha còn này có bông có trái nha rồi mai chi thủy luôn nè có bông có trái luôn đang ra bông nhóc hết trơn nè đó ừ, bông nhóc hết trơn luôn ha rồi tại cái loại này cái giống lá nó hơi vàng vàng vậy nha quý vị đó nó lạ hơn mấy cái giống kia nha nó kia xanh đen ngõ này nó hơi xanh xanh vàng vàng cái giống mai chú thủy nó vậy chú thủy nó mấy chục giống luôn nha quý vị nhiều loại lắm rồi đây cây sâm hương nha đó rồi bốn cây trà phúc kiến giống mới nè đó cây này nó mạnh lắm nha về cắt cái đọt này dâm cành nó sống hết trơn nha quý vị đó trà phúc kiến giống mới có bông có trái luôn bông trái rất là nhiều luôn nha quý vị rồi cuối cùng là một cái cây xâm triều tiên nha rất là quái luôn nha cây này chứ ba bốn năm rồi đó có bông đỏ đỏ đẹp lắm nha rồi có trái luôn nha nó rụng xuống lại ra bông ra trái luôn nha à, nó rụng xuống nó ra cây con nha nửa cái lá này nè lấy nấu mì ăn cái củ này ngâm rượu luôn nha rồi xăm này xăm có triều tiên đó nha ngâm rượu uống đó coi tổng cộng là 6 cây đầy bà đầy bà là xảo ha rồi bán bữa nay nó nghỉ luôn nha quý vị kết thúc nha